triệu anh chị em sẽ sở hữu ngay một chiếc kệ tivi dài 2m4 được làm từ gỗ hương đá tự nhiên, 100% là gỗ tự nhiên, nói không với gỗ công nghiệp, dán vân, vẽ vân, tạo vân thì bên em không làm. 7 triệu anh chị em sở hữu ngay cho gia đình nhà mình một chiếc kệ như trên màn hình anh chị em đang xem. Với 6,5 triệu một chiếc kệ tivi được làm từ chất liệu gỗ hương đá tự nhiên, các bác có tin được không? Wow. Đây là cái mẫu kệ tivi do Phạm Gia sản xuất với giá tại xưởng thì có 6,5 triệu đồng các bác ạ. Với chiều dài là 2m4, chiều cao từ mặt đất lên tới mặt kệ là 73cm và chiều sâu phủ bì là 45cm để anh chị em đang quan tâm. Những cái mẫu kệ tivi đơn giản, dễ vệ sinh, dễ lau chùi, có thể tham khảo. 7 triệu là các bác sở hữu ngay một chiếc kệ tivi gỗ hương đá mẫu VAT với thiết kế là dài 2m4, cao là 75cm, mặt tiền để trơn, chọn gỗ lựa vân. 7 triệu chiếc kệ tivi gỗ hương đá dài 2m4, giá tại xưởng, anh chị em tham khảo. Wow. Mẫu kệ này là dài 2m4, cao từ mặt đất lên tới mặt kệ tivi là cao là 78cm. Một chiếc kệ tivi mà giá chỉ có 7 triệu giao đến nhà anh chị em. Anh chị em kiểm tra hàng đúng chất lượng gỗ, đúng mẫu mã thì anh chị em thanh toán cho lái xe. Đấy là cam kết của xưởng Phạm Gia nhà em. Nếu phát hiện mà hàng không đúng mẫu mã, không đúng chất liệu gỗ, xưởng em xin tặng nguyên một sản phẩm đã mang đến nhà, anh chị em không phải thanh toán bất kỳ một chi phí nào. Đấy là cam kết của xưởng nhà em. Nếu anh chị em quan tâm cái mẫu kệ dài bao nhiêu thì hãy để lại ý kiến trong cái phần bình luận, phần comment, xưởng em sẽ tư vấn chi tiết. Cảm ơn anh chị em đang xem video của xưởng.